Ok, Minh Duy nhận được một câu hỏi khá là hay của bạn Đạt Vũ ha. Bạn đã hỏi là anh ơi, nếu như chụp phim thì đèn này có thể thay thế được một phần rách rời trong việc chụp những cuộn phim ISO 200, 400. Em đang chụp FRAW nhưng thấy flash cũ phải dùng manual khá khó và cồng kềnh. Point shoot lại thiếu đi những tinh chỉnh quá. Bạn có mình trong clip mà mình sử dụng cái con đèn Ulanzi Eyelight á. Đây là con đèn nhỏ gọn ha. Thì với chụp kiểu theo nhu cầu của bạn đó thì câu trả lời là vẫn được nha. Nhất là mình đang test với chụp kỹ thuật số nè. Nhưng hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn á là con đèn này cơ. Hôm trước mình có làm clip review con này rồi á. Và mình muốn chia sẻ các bạn coi là mình sử dụng con này để chụp dịch vụ cho một môi trường tối thui hoàn toàn luôn. Tại vì hôm vừa rồi á, ngày 8 tháng 8 á, mình có một cái event để chụp hình. Chụp trong theo kiểu concept là Gentleman Day và sử dụng theo kiểu phong cách kiểu quán bar buổi tối chill chill á. Nghĩa là sẽ không có một ánh sáng lớn nào, không có một sáng mạnh nào lọt vào hết. Ánh sáng gần như mờ hoàn toàn luôn ha. Mờ đến mức mà ví dụ bạn muốn coi đồ ăn hay nước uống gì á, bạn phải bật đèn flash lên để coi á. Nó tối như vậy luôn. Và mình chụp bằng máy phim, cụ thể là cái con Konica F2, để mình lấy cho bạn coi. Đây nè, đây là con Konica C35 Autofocus IF2 ha. Con này là hoàn toàn lấy nét tự động luôn. Con này ngon lắm nha. Nó chỉ bị một cái lỗi lúc mình mua á, là mình không thể đổi ISO được. Thế là ISO cố định ở mức 400 luôn. Và hôm đó mình chụp, không phải mình chụp nữa mà bạn của mình cầm máy này chụp ha, là cuộn Vision 250D. Mà ISO đang set 400 nghĩa là tối đi một stop rồi đó. Nhưng tất cả là nhờ có cái đèn này. Đèn này nè, đây chính là cái đèn mà Zhiyun Fireray 40W mà hôm trước mình có review á, thì mình đã test thực tế vào cái môi trường đó. Có nghĩa là mình sẽ bật đèn gần như là full công suất luôn. Và nó sáng đủ để mình chụp số lượng lớn mọi người, cả kỹ thuật số lẫn máy phim. Nó cover gần như là tất cả những gì mình cần của một cái chùm flash luôn á. Là sao? Nghĩa là ánh sáng nó sẽ cho ra vẫn rất là mềm, vẫn rất là đều. Tại vì nó có cái tảng ở trên này luôn nè, có cái tảng trắng này luôn nè. Và mình kiểu như là khá là bất ngờ luôn á. Mình cứ tưởng là ánh sáng nó sẽ yếu không đủ. Nhưng mà 40W thực sự rất là mạnh. Trong điều kiện mà tối như thế, khi mà mình bật lên á, nó có đủ sức để làm chói mắt những người đó luôn. Mình bật vừa đủ thôi. Và hình ra rất là đẹp, kể cả số lượng ảnh phim. Các bạn cùng coi nè. Tóm lại là mục đích chính của video mình muốn nói ngày hôm nay á, là tương lai á, mình nghĩ là những cái đèn ánh sáng liên tục á, những cái đèn mà cho quay phim như thế này á, hoàn toàn đủ sức để thay thế những cái đèn flash luôn. Nhất là khi bạn chụp phim á, bạn sẽ khó kiểm soát được cái việc mà lấy nét trong flash rồi sử dụng flash với máy phim á, nó khó lắm luôn, khó cực kỳ luôn, nhất là những cái dòng flash manual ngày xưa á. Bạn không thể chụp test shot để biết được là cái ánh sáng bạn xét trên flash đã đủ chưa. Nhưng á, mà mới khi mà bạn chụp cái đèn này á, bạn dùng bằng cái đèn này bạn chụp nè, thì bạn biết được cái ánh sáng cho rảnh như thế nào, và cái đo sáng trên máy cũng sẽ dựa vào cái đèn này để cho rảnh đúng luôn. Bạn không phải sợ gọi là những ảnh bị thiếu sáng hay là dư sáng nữa. Nó sẽ kiểu như là tăng cái tỷ lệ hình đẹp của bạn lên tới 90%, 100%, giảm tỷ lệ fail đáng kể luôn. Không phải sợ nữa. Và mình cũng hơi bị ngạc nhiên luôn á. Rồi, có nghĩa là ban đầu mình nghĩ con đèn này sẽ là backup cho mình thôi. Nhưng mà trong điều kiện mà thiếu sáng hoàn toàn như vậy mà nó thay thế hoàn toàn được cái nguồn ánh sáng chính luôn. Mình bật một phát lên là mình chụp 5-6 người vẫn được. Mình chụp riêng lẻ vẫn được luôn. Và nó ra cái chất phim rất là đỉnh ha. Đó là khi mà mình còn đang set đèn trắng á. Nếu mình set đèn vàng nữa thì có khi còn đẹp nữa. Nhất là với những cuộn Vision á, thì sử dụng những đèn quay như thế này á, là một lựa chọn hoàn hảo luôn. Thì như ở đầu clip á, các bạn có comment trên clip của mình á, là ở cái đèn Ulanzi nó rẻ hơn rất là nhiều luôn, thị trường tầm 500-600 thôi. Nếu các bạn mà chụp phim
không muốn sử dụng flash á, thì có thể mua đầu tư những con đèn quay liên tục như vậy. Hoặc là bạn muốn cao cấp hơn thì mua những con đèn của mình đang cầm trên tay. Đây là đèn Zhiyun 40W này, có 60W, 100W. Thật ra thì nếu mà bạn không phải dân chuyên dịch vụ quá thì không cần cao hơn đâu, 40W là khá là dư xài rồi. Tại vì con đèn nó rẻ, nó chưa tới 2 triệu. Mình không biết ha, tại chắc mình quen với cái mức giá của những thiết bị quay phim rồi, mình thấy nó rẻ thôi ha. Nó kiểu như rất là đa dụng ha. Dưới 2 triệu mà một con đèn có quạt tản nhiệt công suất 40W đủ để có thể cân được những cái tình huống thiếu sáng, cũng như là nó có thể gọi là sao, thay thế gần như là cái flash của điện của máy ảnh luôn. Mình chụp máy Fujifilm của mình á là sử dụng cái này luôn ha, mình không cần phải dùng flash. Nếu các bạn nào mà chụp flash, các bạn sẽ thấy là trong điều kiện mà thiếu sáng á thì máy sẽ không thể lấy nét được. Tất cả những ánh kỹ thuật số nó lấy nét dựa trên những gì nó thấy được, đúng không? Thì trong điều kiện mà tối quá, tối hoàn toàn như vậy á, mà không có một tí đèn nào thì cái việc lấy nét gần như là vô nghĩa. Kể cả khi nó đánh flash lên được á, thì nét thường thường là ao nét rồi, tại vì nó lấy nét trong bóng tối mà nó cứ cố lấy nét bằng được, rất là khó cho nó. Khi mà sử dụng đèn liên tục như vậy á, thì đảm bảo là cái việc bắt nét gần như là 100% ha, không phải sợ bị ao nét nữa. Và mình sử dụng cái đèn này cho rất nhiều cái job gần đây rồi. Tất cả những cái job mà quay phim, chụp hình của mình á, mình ưu tiên sử dụng đèn quay nhiều hơn là đèn flash ha. Gọi đèn quay được kiểu thói quen thôi. Ý mình đang ám chỉ đến là những cái đèn liên tục, ánh sáng liên tục như thế này nè. Và điểm trừ của con này duy nhất mình thấy hiện tại á là pin của nó khá là yếu. Pin nó rất là yếu á. Khi mà sử dụng mà max công suất trong cỡ từ 30 phút đến 1 tiếng là bắt đầu nó hết pin rồi, mặc dù mình đã sạc cả đêm rồi đó. Thì đang chụp giữa chừng mà hết pin thì cũng khá là khó chịu, đúng không? Và may thay là nó có cổng Type C á để mình cấp nguồn trực tiếp luôn. Nếu mà việc pin của mình vấn đề, nếu mình có sạc dự phòng cấp nguồn được rồi. Chỉ có điều là khi mà cầm tay á, pin zin á, tại nó khá là nhỏ gọn mà, thì có vẻ là nó không phải là pin quá trâu so với kỳ vọng của mình. Nhưng mà hiện tại đây nó sẽ vẫn cần cân tốt cái job của mình thôi. Đó, đó là suy nghĩ của mình về những cái đèn này ha. Nó cũng có thể thay thế được cho với đèn flash của chụp. Các bạn cứ thử đi. Cảm ơn bạn đã xem clip này.